Chào mừng bạn đến công ty GNWeb. Bạn đang có nhu cầu làm website mới, hay bạn đang có nhu cầu quảng cáo ad, hay bạn đang có nhu cầu về tên miền hosting, hay bạn có bất cứ nhu cầu khác về truyền thông, GNWeb với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế website, truyền thông quảng cáo cho hàng triệu khách khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hùng hậu, thân thiện, nhiệt tình, văn phòng rộng khắp ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với phương châm khách hàng là bạn, bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau phát triển. GNWeb xin cảm ơn. Chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông giúp cho học sinh có cơ hội tham gia nhiều hoạt động bổ ích nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông. Năm nay, chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông tiếp tục triển khai hai hoạt động chính: hội thảo về đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông cấp tỉnh dành cho giáo viên và giao lưu cấp quốc gia về an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học. Trong phạm vi cấp tỉnh, chương trình sẽ được tổ chức trong tháng 12 năm 2022 tại 6 tỉnh thành, bao gồm Ninh Bình, Quảng Trị, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nam và Hòa Bình. Tại Yên Bái, đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái tham gia đồng hành cùng chương trình. Tại các tỉnh thành, chương trình tập trung vào các nội dung chính. Đối với học sinh gồm 3 nội dung: tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, vẽ tranh tập thể theo đề tài an toàn giao thông và thuyết trình về nội dung bức tranh, trình diễn, thể hiện năng khiếu thơ ca, hò, vẽ về chủ đề an toàn giao thông. Đối với giáo viên gồm 2 nội dung: thực hành một hoạt động về giáo dục an toàn giao thông, tham gia hội thảo về đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong trường tiểu học. Tiếp theo chương trình cấp tỉnh, chương trình cấp quốc gia được tổ chức vào đầu tháng 3 năm 2023 với sự tham gia của 6 đội đại diện của 6 tỉnh thành triển khai tốt công tác giáo dục an toàn giao thông được lựa chọn từ chương trình cấp tỉnh. Các em học sinh sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động bổ ích nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Năm nay, chương trình có nhiều nội dung mới như thiết kế nhiều trò chơi hấp dẫn, tổ chức phần giao lưu tăng sự tương tác, có tính giáo dục cao nhằm thu hút sự tham gia của các đội chơi và khán giả. Ngoài ra, các em học sinh sẽ được truyền cảm hứng trong việc học và ghi nhớ các kỹ năng tham gia giao thông cùng các vị khách mời đặc biệt, nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em giao lưu học hỏi kiến thức an toàn giao thông. Ban tổ chức đã triển khai trò chơi trực tuyến Toyota cùng em học an toàn giao thông. Cổng trò chơi sẽ được mở dự kiến từ tháng 1 năm 2023. Thông qua trò chơi, các em học sinh sẽ rèn luyện và nâng cao kiến thức học mà chơi. Đến nay là năm thứ 18 triển khai, chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông đạt được những kết quả tích cực. Trong đó nổi bật là việc áp dụng phương pháp giáo dục học mà chơi, chơi mà học cùng cách tiếp cận tự nhiên, nhẹ nhàng, mang lại hiệu quả cao. Chào mừng bạn đến công ty GNWeb. Bạn đang có nhu cầu làm website mới, hay bạn đang có nhu cầu quảng cáo ad, hay bạn đang có nhu cầu về tên miền hosting, hay bạn có bất cứ nhu cầu khác về truyền thông. GNWeb với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế website, truyền thông quảng cáo cho hàng triệu khách khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hùng hậu, thân thiện, nhiệt tình, văn phòng rộng khắp ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với phương châm khách hàng là bạn, bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau phát triển. GNWeb xin cảm ơn.